Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Ân Thi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động mà buổi hiến máu đã được đông đảo các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Ân Thi quan tâm và hưởng ứng. Tại buổi hiến máu đã có trên 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả, sau buổi hiến máu, ban tổ chức đã thu được 896 đơn vị máu, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho những người bệnh cần được truyền máu.